Xe bị làm sao ấy thơ? Xe có làm sao đâu. Hả? Tại sao em lại ngó nghiêng nãy giờ? Tại vì em thích nó quá. Thích chứ hả? Dạ. Cái xe đạp này nhận lâu rồi mà có gì đâu mà thích. Anh không để ý à? Bánh xe, tất cả các thứ đều còn mới tinh. Xe này là xe mới đó. Hả? Xe mới à? Có nghĩa là em mới trúng một cái xe đạp. Chứ sao? Ghê vậy. Chị Thơ cũng khá là may mắn đấy. Xịn đấy, xịn đấy. Cái này thì y chang cái lần trước anh trúng. Đúng rồi, không khác một cái gì cả. Cái màu cũng giống luôn. Nhưng mà ai lắp cho em vậy? Em tự lắp. Tự lắp luôn. Giỏi vậy. Được đấy, được đấy. Thế đi thử chưa? Đi thử rồi, sáng giờ đi 1001 vòng. Từ cái cổng lên đến đây à? Sao đi loanh quanh trong nhà thế thôi à? Đúng thế, xe xịn như thế này phải đi ra ngoài đường người ta mới biết mình có xe xịn chứ, đúng không anh Tiểu Thúi? Nhưng mà... đi ra ngoài đường đi. Không, đang dịch bệnh mà. Nhưng mà ở chỗ em làm gì đã có dịch đâu. Đúng, em cũng thấy người ta đi lại ở ngoài đường khá là nhiều. Nhưng mà em vẫn sợ đám đông á. Thế thì bây giờ mình đi vào chỗ không người ấy. Chỗ không người là ở đâu? Mình tìm chỗ nào không có người thì mình đi thôi. Thế mình biết chỗ nào như không... kiểu là đi vào rừng á. Đúng rồi ha. Vậy mà bữa giờ em không nghĩ ra. À nhưng mà trong rừng có nhiều động vật lắm. Thì càng vui. Em đi vào đây chơi với khỉ đi. Ơi, vậy thì đi luôn đi anh Tiểu Thúi. Ủa, cứ thế mà đi thôi hả? Chứ làm sao nữa à? Không chuẩn bị gì à? Ờ ha, đúng rồi. Đi vào rừng ít ra cũng phải mang theo đồ đạc trang thiết bị chứ. Rồi, được rồi, để em đi chuẩn bị. Ok, sẵn sàng. Đúng không? Không, mà bắt. Đúng, em bắt được anh. Ok. Ê. À, tại sao tự nhiên anh Tiểu Thúi lại vượt lên thế nhỉ? A few moments later. Mệt quá. Wow, lúc này thì đã đến đoạn đường rất là khó khăn. Chiếc xe đang phát huy tác dụng vượt địa hình của mình. Cẩn thận nha, Tiểu Thúi, nguy hiểm. Cố lên. Wow. Mặc dù đây là một đoạn đường rất là khó đi nhưng mà đó không phải là trở ngại quá lớn đối với chiếc xe này. Đúng là xe đạp địa hình có khác. Tiếp theo sẽ là một cái dốc khá là cao. Bên cạnh đó là cũng là một cung đường rất khó đi. Với cái đoạn đường này ấy, thì cần phải có một cái tay lái cừ khôi cộng với một sức bền dẻo dai thì mới có thể vượt qua được. Chị Thơ đã bỏ cuộc. Chị Thơ đã không thể đi được nữa. Và anh cũng phải xuống đây. À, cố lên, chỉ cần vượt qua được con dốc này là đoạn đường sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếp tục thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đâm vào đít bây giờ.
Sao thế? Mệt quá, chở thú đây. Mệt đây hả? Mình nghỉ uống miếng nước đi. Ok. Đạp xe mệt như thế này mà có một ly nước mát uống thì không gì tuyệt vời bằng. Anh nghĩ là bây giờ vào cái chỗ này không còn gặp ai nữa ấy, nên là em có thể tháo cái mặt nạ ấy ra rồi. Mệt quá. Khi mà đeo cái này thì chị cũng cảm thấy khá là khó thở. Em có thêm năng lượng đi tiếp rồi anh tiểu thúi. Ok, vậy đi thôi. Bây giờ thì anh và chị Thơ mới đi được khoảng 1/3 quãng đường thôi. Đường vẫn còn rất là dài và khi mà vào trong rừng sâu hơn ấy thì quang cảnh sẽ đẹp hơn và cũng sẽ mát hơn nữa. Cho nên là chắc là chị Thơ sẽ không bị mệt nhiều đâu. Địa hình thì anh thấy là vẫn cứ như thế, có nghĩa là vẫn có những đoạn dốc, nhưng mà đường thì cũng không quá là khó đi như mới đầu anh và chị Thơ tưởng tượng. Đó, có những cái đoạn như thế này thì cũng rất là dễ đi này các em. Và có một cái điều nữa là cái bánh xe này bám đường rất là tốt, cho nên là khi đi qua những đoạn sình lầy như thế này thì nó không bị trượt bánh. Ok. Wow, đến đây thì cảnh đẹp quá chị Thơ ha. Cây này là cây gì anh Tiểu Thú biết không? Cây này là cây cây xanh. Cây này là cây xà cừ, lần trước mình cũng đã làm nhà ở trong thùng xà cừ đó. Bây giờ thì anh và chị Thơ đã đi đến một vị trí khá là quen thuộc. Nếu mà các em còn nhớ thì đây chính là nơi mà anh và chị Thơ đã quay clip thử thách sinh tồn trong rừng 7 ngày đó khi mà. Đây là một trong những cái clip đầu tiên mà anh và chị Thơ sinh sống ở trong rừng. Và nó cũng đã được rất là nhiều bạn yêu quý. Tuy nhiên con đường này thì cũng đã thay đổi khá là nhiều. Ngày trước khi mà chị làm thì lúc đó trời mới chỉ là bắt đầu mùa mưa thôi. Còn bây giờ thì trời mưa rất là to, cây cối mọc lên thì em thấy kín luôn á. Đây, đây chính là con đường đi vào trong đấy. Chị nghĩ rằng mình thôi, sẽ để xe, ở đây đi. Ở bên trong kia thì có một cái cây gọi là cây tiểu long nữ. Không biết là cây đấy còn hay không nữa. Hình như à, con nó tiểu thú đi thôi. Nhưng mà bây giờ có những cái cây nhanh đổ qua như thế này, chắc là tại vì dạo gần đây trời mưa to quá. Tiểu thúi này, à, còn có cả chuối đừng mọc lên nữa này anh tiểu thúi. Wow, nhưng mà những cái cây bắp mà chị Thơ trồng bây giờ đâu rồi? Con này con kia ăn hết rồi còn đâu nữa. Cũng cả hơn một năm trời rồi còn gì. Đây, đây chính là vị trí mà ngày xưa đã dựng cái nhà này. Không biết là có bạn nào còn nhớ hay không? Bây giờ thì nó đã mọc cây lên quá trời rồi. Không hiểu tại sao ở đây lại mọc được cả cây chuối đừng luôn. Rất là tuyệt vời đúng không Kim? Thiên nhiên thay đổi khá là nhanh. Chúng ta hãy cùng ra bên kia xem cái ao của chị Thơ còn không nào. Wow. Đất nó cũng lấp khá là đầy và cây cối mọc xung quanh hơi bị nhiều rồi. Chỗ này thì cây đổ này anh tiểu thúi. Chị Thơ lúc này thì đang trèo lại cây tiểu long nữ. Wow, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nó vẫn còn khá là chắc đấy chứ. Chắc lắm luôn nhưng mà hình như nó đã thấp hơn rất nhiều rồi anh tiểu thúi à. Có đi nổi không? Em nghĩ là không đi nổi nữa đâu anh tiểu thúi. Đoạn này đường khó đi quá, anh nghĩ là bây giờ mình nên để tạm xe ở đây đi, xong mình đi bộ thôi. Oh, mất xe đâu. Mình giấu giấu đi, đâu ai biết được đâu. Mà đúng rồi, ở rừng cũng có ai đâu mà lấy xe mình đi nhỉ. Bây giờ bỏ vào bụi rậm đi. Nào, cố dắt lên trên bụi rậm kia, bỏ vào trong đấy. Mệt quá, đường này khó đi, quá đi thôi.
đây còn có những cây tre này các em. Trong cây tre thường có rất là nhiều măng. Chị vào xem là có măng không. Nếu có thì tối nay chị sẽ có được một bữa măng luộc siêu ngon. Anh Tiểu Thú cẩn thận nha, có những cái cây như thế này đã chọc vào mắt đó. Wow, có măng này anh Tiểu Thú. Đâu đâu? Đây, mấy vụn luôn. Đó, một, hai. Wow. Khá là to. Nhưng mà anh thấy nó nhỏ mà. Như vậy là to rồi. Anh Tiểu Thú có măng dao không? Có. Đưa cho em mượn đi. Cái gốc măng này nè nó mới to. À, hóa ra là như vậy. Nhưng mà thường thì em không lấy được tận gốc măng đâu. Do nó cứng lắm. Cũng được khá nhiều ấy chứ. Đây nữa. Măng rừng thì có thể chế biến thành nhiều món. Như là măng khô này, nấu với lại vịt nè. Rồi có thể nấu lẩu với gà nữa đó anh Tiểu Thúi. Em lấy cẩn thận nhá. Cố gắng lấy sát gốc đi. Đây này anh Tiểu Thúi. Wow, nhưng mà cái măng này cũng chưa to lắm đúng không? To rồi, như thế này là to rồi đó. À, cái này có vẻ to hơn cái ban nãy. Ô, lại bị gãy rồi. Trời ơi, phí quá. Tôi để anh lấy cái tiếp theo cho. Ok. Thoáng một cái thôi là chị đã lấy được khá là nhiều măng rồi này các em. Ở khu rừng này thì chị còn thấy ngoài măng ra có rất là nhiều những loại quả khác. Giống như quả này. Quả đấy là quả gì ấy chị Thơ? Quả chám đấy, để thúi quả này ăn được. À, quả chám đấy à? Ừ. Ui, ăn luôn có độc thì sao? Anh Tiểu Thú không biết gì, ở ngoài Bắc cũng có đầy quả chám để ăn đó. Nhưng mà có chắc đấy là quả chám không? Em sinh ra ở rừng những quả như thế này á, ngày nhỏ em ăn thường xuyên luôn. Vậy mà à? Em hay nhặt về cho em ăn. Quả chám thì thường nó rất là chát mà. Nó chất chất chua chua, khi mà ăn vào thì có vị ngọt giống như kiểu là quả bàng vậy. Nhưng mà khi mà chấm với muối trái cây thì nó ăn sẽ ngon hơn đúng không? Ừ, anh Tiểu Thú nhìn này. Bên trong nó hơi vàng vàng đó. Nó chất chát chua chua. Chị thấy đang ăn khá là ngon. Vậy thì nhặt một ít về rồi ăn đi. Đúng rồi. Hồi chị còn bé á, má chị mỗi lần đi rừng về thì sẽ lấy cho chị những quả như thế này. Một món ăn tuổi thơ mà bây giờ ăn xong chị nhớ lại tuổi thơ của mình quá. Ôi nó dụng nhiều quá này. Quá trời luôn anh rồi. Ở đây còn có một quả này nữa. Đố em biết là quả gì. Quả gì đây, nhìn như con ốc vậy. Nó là quả rẻ đó. Thực ra thì mình lột cái này ra, bên trong có hạt rẻ này. Hạt rẻ á? Dạ. Anh thấy nó giống như kiểu là một cái nấm không? Không phải, đây này, hạt này anh Tiểu Thúi. Đó, hầu như là nó không có nhân luôn. Đấy, cho nên là nó không ăn được. Cái nào có nhiều nhân thì mới ăn. Bây giờ thì em sẽ chẻ măng ra để mang về cho nó gọn, chứ không mang nhiều như thế này thì rất là nặng. Trải nghiệm trong rừng ngày hôm nay của chị còn có được quả này và măng thu hoạch mang về nữa chứ. Chị cảm thấy rất vui, cho nên chị sẽ về luôn. Có thấy là về luôn à? Về luôn. Lúc đầu chị và anh Tiểu Túi thì dự định sẽ đi thăm nhiều nơi ở trong rừng nữa, nhưng mà đạp xe thì cũng khá là mệt rồi, cho nên là hẹn các em vào video sau nhé. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những video sau. Hôm sau mình sẽ đạp đi xa hơn. Đi đến suối luôn. Đi đến suối luôn. Cái chỗ hôm trước mà mình làm nhà anh Tiểu Thúi. Ok. Ok, vậy thôi, về nào. Hè đã về mình tạm hoài nhá. Đợi qua hè mình lại chiến tiếp. Hè đã về mình săn quà nhá. Mình cùng săn thế đổi qua cùng vui. Hè đã về cùng vẫn đông thôi. Đợi qua hè mình lại chiến tiếp. Hè đã về cùng đổ mồ hôi. Hè cùng vui chơi khỏe là bạn ê. Quà hè cùng có ở khắp nơi. Vận động lên sẽ có ngày thôi. Mình thành hai phe thử thách chơi. Được qua cùng giải đổ nhiều mồ hôi.
4 thẻ quà Cool đổi ngay bình nước giữ nhiệt Cool. Tiếp thêm nước, thêm bền vận động. Thu thập 36 thẻ quà Cool, đổi ngay ba lô hỗ trợ chống đồ phản quang Cool. Đi chơi hè, khám phá khắp muôn nơi. Thẻ xe đạp may mắn đổi ngay xe đạp Cool. Vượt núi leo đồi thả ga không e ngại.